Hai xin chào bạn, hôm nay thì mình đang ở cái bảo tàng Phyto. Bảo tàng này bảo tàng y học của người Việt. Thì mình đang ở tầng cao nhất của cái bảo tàng, thì bây giờ mình sẽ đi tham quan xung quanh. Đầu tiên khi các bạn lên cái tầng cao nhất thì bạn sẽ thấy được một cái chỗ là gọi là thờ tổ của cái nghề hút thuốc. Và cái tủ này thì nó là những cái sách về y học viết bằng chữ ngôm, chữ Hán. Cái này thì mình thấy là trong phim cổ trang là nó y hợp luôn, không thấy gì những cái chữ viết, những cái cuốn, những cái chữ viết cái ngày y hợp luôn, không khác gì cả. Ở ngoài ngày á, thì những cái bình dưới đây á, là những cái bình thuốc. Thì theo như cái người mà hướng dẫn mình nói á, là những bình này là chứa thuốc ở dưới mà chôn dưới đó để mà nó dạng kiểu như giải kích hoạt những cái men thuốc hay sao ấy. Thì là những cái là những cái chất mà làm thuốc của ông cha ta hồi xưa. Giờ đi lên cầu thang này thì mình sẽ có cái những cái bức ảnh về những cái ông cha ta hồi xưa như là Tuệ Tĩnh, Chu Văn An, Trân Châu Căng, những vị thuốc nổi tiếng của hồi xưa. Hôm nay cũng có trưng bày những cái quyển y học thời hiện đại. Trên đây thì chỉ là giới thiệu những cái người nổi tiếng có tên tuổi vào hồi xa xưa ở cái bảo tàng này. Thì cái kiến trúc nó rất là độc đáo, và theo như là nguyên viên á, thì những cái kiến trúc này là từ ở miền Bắc được những cái nhà hút, những người có tên tuổi gia truyền lâu đời đó, họ sẽ biếu cái biểu tàng này để mà họ trưng bày lại. Bây giờ thì mình sẽ ra khu vực ở bên ngoài. Thì ở đây là khu vực của y học là của người Chăm. Về kiến trúc thì thấy khá là đẹp, và vô đây cứ nghĩ như là đang ở Ai Cập. Trên camera này mình quay không có hết được cái khung cảnh ở đây, hơi tiếc nha. Nhìn cái cối này giống như là cái ngày mấy cái cối không? Hay là cái gì? Đây là cái Lingua Yoni, biểu hiện tín ngưỡng phùng thực, tín ngưỡng cầu mong sự chinh soi ngã ngỡ tự nhiên của con người. Nhìn cái ngày giống như cái cối khi mà xoay những cái hạt, những cái khúc gì đó, nước nó sẽ chảy ra được cái khe này, nhìn giống. Ở đây thì trưng những cái tượng chú người Chăm. Những cái tượng này mình không có rõ về lịch sử của những cái tượng này cho lắm. Hiện đang nghi kiếm cái bản thông tin của cái ngày ở đâu nhỉ? Đây là những cái lọ, những cái bình tự thuốc. Nói chung ở cái bảo tàng này thì những cái vật trưng bày nhiều là đều về thuốc. Ở đây nó có hai chữ ngày bằng ở biết tiếng Tàu, thì bạn
comment dưới phần dưới đây mình biết ngay chữ này chữ cái gì nha. Đây mình kiếm cái bản thông tin à. Ồ có nha. Ở đây camera biết tới ngõ không? Hiện là Y Miếu Thăng Long. Ghi là Y Miếu Thăng Long Hà Nội là một di tích lịch sử của ngành y học cổ truyền Việt Nam. Theo bia Thái Y Viện Ngâm Cảnh Hưng thứ 35 1774, Y Miếu đã được trưởng bị Thái Y đời Lê Hiến Tông là Trịnh Đình Ngoạn tướng ta viên tiền trong viện và cung phủ xây dựng trên một khu đất công của vua chuẩn cho tại phường Bích Câu, Trung Văn Có Hồ và Giác Văn Miếu. Ồ, ngày là Miếu Thăng Long mà chứ mấy người vua người Chăm à. Nè mình không rõ cho lắm. Đây là một căn phòng nói về y học trung y. Thì ở đây là những cái bức ảnh về người Trung Hoa. Còn ở đây là bên Triều Tiên. Ở bên ai trái đây là về y học Nhật Bản. Đây có một cái tượng y là Bạch Trạch. Ở đây là Bạch Trạch, một vật thần thoại có 6 sừng 6 mắt để xua đuổi bệnh tật. Cái ngày mình có đọc một cái bộ truyện mang đang nói về cái con này rồi. Thì theo như cái thông tin cái combo ở đây ghi là y học Trung Quốc truyền sang Nhật Bản bằng hai con đường. Thì con đường thứ nhất là hệ thuốc của Trung Y Trung Quốc đi qua Nhật Bản truyền bá. Sau đó thì sau một thế kỷ hay sao đó là người Nhật qua bên Trung Quốc để học thuốc đem về Nhật Bản. Đây là hai con đường. Thì vậy thì tóm gọn lại là y học là bắt đầu từ Trung Quốc, y học Trung Y thôi nha, còn y học Tây phương thì không biết. Rồi bây giờ sau khi mà mình xem cái y học Trung Y bắt qua Nhật như thế nào thì mình nghĩ xuống ai đi xíu mà mệt rồi. Ở đây thì mình thấy một cái cây. Cây này gọi là cây gì nhỉ? Để coi bạn hướng dẫn rồi. 100 dân y Việt Nam dân khắc khổ nặng 500 kg. À, wow đẹp quá. Một cái cây này giống như cây da vạ. Ở đây một cái tủ lại những cái quyển sách viết bằng chữ Hán và chữ Ngôn. Đây có hai miền sứ. Sứ gì không biết. Ra ngoài đây là à nhìn chỗ này ở chỗ ngâm chân thảo dược. Chỗ ngâm chân thảo dược thì chỉ có những cái kệ dép ở đây. À đây có một cái bản hướng dẫn ở đây rồi. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ ngâm chân thảo dược, vui lòng liên hệ với quầy tiếp tân ở tầng chợ, giá là 70.000 một người. Cũng giá cũng rẻ mà. Wow, ở đây đẹp. Ở đây thì là nó êm ạ, kéo hang xuống đây thì có một cái khu là chứa những cái túi vải, ở trong đây là những cái thảo dược. Cái này gọi là thảo dược hay thảo mộc đó. Ok. Ê cái này phải cây ngắm không? Ngắm liên chi không? Bự vậy? Bự hơn cái mảng mặt của mình. Ê có cái cây
bầu hồ Nhưng mà lô. khác hả? Kia chắc là cái dao vậy mà sắc hút, gọi là cái cân, gọi cái mà cái gì ta gọi là cái chén, cái chắc hả, chắc hút là cái hai cái cối tròn tròn ấy mà lăn qua lăn lại. Là cái con này. Wow, đẹp quá. Đây là cái gì đó? Mô hình nhà hút ngam là đẹp quá. Wow, ngày có những cái gói hút giống như trong phim nè. Rồi thì bây giờ mình đi xuống tiếp. Mình thì không có quay liên tiếp mà gì máy cái camera nó không quay liên tiếp được nên mình cứ cắt khúc cái khúc vậy á. Thì xuống cầu hang thì mình sẽ gặp một cái khu trưng bày những cái bình đựng hút. Cái ngày ấy, bình này mình thấy giống như trong cái phim Tây Du Ký, bình hồ lô mà bằng sao. Ngày có những cái bình sứ, cái ngày thì gọi là cổ vật luôn ấy. Đây ghi là bình rượu hút, cái bình chứa những cái bình rượu hút về hút. Và cái ngày là y như trong phim tàu luôn, không khác gì cả, những cái đủ nhỏ nhỏ kia rồi cái nghề để mà mình nghiền hút ra bột để mà mình sắc lên nước mình uống. Ở đây là cái cân. Nghề thì quá quen thuộc với mọi người ở nghề là cái chè cối. Chỉ có nghề gỗ, chỉ có nghề là gỗ nghề hiện tại. Hồi xưa thì do dùng thau, không hay đồng đâu, nghề thau á, dùng này có nghề để che lại khi mà dầm dầm nó sẽ không bị văng những cái vụn ra. Đây có cái bàn tính tiền. Hồi nhỏ thì mình cũng có cái ngày, thì nhà ngoại ông ngoại mình là người bán thuốc bắc nên cũng có cái ngày và cái ngày luôn, nhà cũng còn cái ngày. Ngày thì do gỗ mục hư rồi chứ hồi nhỏ cũng hay chơi ngày đó. Cách tính như thế nào thì mình không biết nữa, cái gõ gõ chơi chơi vậy. Nhỏ mà lúc bé thì có gì chơi đó, chơi chơi xây xây kiểu này đó. Nhỏ ở dưới xây xây ngày lại lên xuống chơi giống mấy người phim cổ trang vui đó. Ngày thì mình gọi là cái mã tấu chạm kéo lên để hút vô bèm một cái. Ngon giận dở không biết ông bà có bỏ không. Cái ngày thì là nguyên bộ nó nha, ở camera này tối mới quay được không, nhưng nguyên bộ ở đây thì bỏ cái cây hút ở đây rồi mình lễ lên mình chặt xuống thì cái cây sẽ rớt dưới đây rồi đi bỏ qua cái kia đẩy qua đẩy lại nó ra bột rồi sắc hút. Thì cái loại mà dao cắt cái ngày đó thì nó có nhiều loại lắm, rất là nhiều loại ở đây. Thì cái kệ này nó trưng bày những cái loại đó. Thì cái ngày á thì mình ở đây có ghi bản dẫn nè, gọi là bộ sưu tập dao cầu. Dao cầu một ngày bự quá, ngày để ngón tay vô chặt cẩy luôn rồi chứ. Nhìn cái ngày thì các bạn có mường tượng được là nó giống cái gì ở thời hiện đại mình không, giống cái mấy cái photocopy á, trong cái tiệm photocopy nó có cái bàn gỗ này mà gọt mà cắt giấy á, giống gì y hệt như luôn, không khác gì đó kìa.
thì đối diện những cái giao cầu đó thì nó có những cái này gọi là cái huyền tán. Tại sao gọi là huyền tán? Thì thứ nhất là nó giống cái kiếm ngàn giống nhất à đây, đây tại vì nó có một cái cấu trúc là hình bán nguyệt và có bốn cái chân trụ dưới thì nó giống hơn thuyền, và công dụng ở ngày á là để mình tán thú nên gọi là huyền tán, đơn giản vậy thôi. Ở đây có hình con ngày gọi là con thằng lằn hay tắc tắc kè. Ở đây cũng có con rắn nữa nè, con rắn nè, và có con mình gọi là con linh vật đi, thì ngày ngày chắc chắn là con vịt. Ở dưới đây chắc chắn là con rồng, không thể nào khác được. Thì chức năng nó chỉ là bỏ những cái cây, bỏ những cái thuốc vô rồi dùng cái này. Giờ mình hoang thai đó, mình lăn qua mình lăn lại qua lăn lại để mà ra bột, không phải sắc thuốc uống. Kế bên đó là có một cái gọi là La Cung Hiệp, thì chỗ này hồi nãy theo như cái chị hướng dẫn viên ở dưới á, thì các bạn có thể sử dụng những cái áo hàng ngày, những cái khăn đóng hàng ngày đấy, cái áo hàng ngày khăn đóng các bạn vô đây mang chụp hình đó. Ừ, nói về nói thêm về cái huyền huyền tráng này thì các bạn có thể dùng tay hoặc dùng chân nha, đấy tùy loại thôi. Ví dụ như loại nào nhỏ 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 cỡ như thế này à, nhỏ như thế này thì các bạn dùng tay cũng được, dùng tay cho nó gọi là cho nó lịch sự. Còn những cái bự như thế này đó, bự như thế này à, thì mấy bạn dùng chân. Thì đây này mà có một cái ghế để đổ và một cái thằng tráng ở dưới, dùng chân đẩy vào đây lại. Cái này thì chắc là dùng để hút nhiều á. Wow, ở đây thì không có cái tiên tiến hơn, là có một cái cột, trên kia có một cái mốc. Rồi ở đây thì nó có hai tầm để làm gì, đi qua đây lại đó, dùng hai tầm á tẩy qua đây lại. Ở từ thu ngày trở đi thì trưng bày những cái cây thuốc của Việt Nam. Đây là những cái bản thảo cây quay khúc, cũng như có những cái tỏi măng nè, thằng tâm, hẹ, nói chung là những cái rau củ mà bạn ăn hàng ngày á, một phần trong đó nó đều là những cây thuốc ông cha ta sử dụng hồi xưa. Giống như các bạn biết cây lá dầu không vậy, lá dầu đây mà chị ho nó hơi màu tí tí á, khi mà ngấu lên nó có một cái màu là màu tí tí đấy. Rồi uống đó bỏ bình thường vô uống cho dễ uống thì nó chị ho rất là tốt, chị đờm nữa. Đó là những cái cây gọi là cây thảo dược mà mình biết thì do mẹ mình nấu uống, mình biết đó. Đây là những cái chè cối, cây bằng gì gỗ này, một cái cây bằng gỗ ăn gỗ luôn, bỏ vô dầm 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 thôi. Còn cái này là cái xoay, là mình sẽ bỏ, tối quá không thấy à, mình sẽ bỏ cái gì ở trên đây nè, đậu hay gì ở trong một cái loại nào nó có nước trong á, bỏ vô đây, rồi cầm cái cây này xoay 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 nước ra đây. Thì cái ngày chắc bây giờ cũng còn thôi, cũng như xoay nước gì
lẩu ngằn hay gì đó, bỏ lẩu ngằn vô đây, xay xay ra nước ra đây. À, rồi à, mình có một cái gian rất là dài à, nói về những cây thuốc. Ở đây thì nó ghi, họ ghi tiếng Anh, mình đọc cũng không hiểu cây gì vậy đó. Nhìn hình thì đoán thôi. Bây giờ thì mình đi xuống tiếp, xuống dưới em coi coi còn gì không. À, khi đi xuống thì mình thấy có một cái điều thú vị là những cái thành nghèo thì nó không được chi tiết như bây giờ đâu, không phải là có đục phủ ngũ tạng như bây giờ hay hình 3D chiếu nó kiểu, mà là hình vẽ rất là đơn giản, mỗi đầu người hai tay hai chân rồi hai cái ngực rồi yêu hình lần ví YouTube nó gọi là vi phạm thuần phong mỹ mỹ tục, nó lóc không trời. Thì họ chỉ đơn giản là họ chỉ coi là khoảng cách thôi, là từ điểm này cho điểm này bao nhiêu nguyệt, thế họ ghi ra đấy, hình vẽ rất là vậy. Mà hồi xưa họ nhìn cái hình này họ học được cũng hay. Nhìn ăn này giống vẻ như người người nước ngoài vậy. Vì cái đầu óc lòn lòn lòn. Những hình này thì bắt đầu nó được đẹp vẽ được đẹp hơn và nó bắt đầu nó nhìn có thể mừng tượng trừu tượng hơn rồi. À, đi xuống đây thì tiếp tục là những cái bình đựng rượu thuốc. Rồi cái xe này thì thật sự là rượu thuốc đây, là những cái bình thủy tinh này thì họ bỏ vô để cho mình biết được là rượu thuốc nó như thế nào ấy, chứ mày hồi xưa họ có bình thủy tinh họ đựng đâu. À, ở đây thì có một cái con vật mà mình rất là sợ, đó là con rắn. Ừ, đang ở đây đấy, là con hai con hai con rắn hổ mang đang rậm rậm đang cạp hai con rắn khác. Ây da, mình không biết thằng này là hình thật hay thằng mình nhìn ghê quá. À, mình có là sợ rắn. Ở đây thì cái cây gọi là gì, cây sâm. Cây sâm thì được đạt cái hình ba vị như là ba vị phước lộc thọ, lại sao đặt ba vị đó bỏ vô bình rượu nhỉ. Không tiếp tục là con rắn. Ôi nhìn ghê quá, mình quay quay cho các bạn xem rắn nha. Trời ơi ghê quá, mình cứ sợ cái rắn. Ở đây là bình thần tiên câu kỷ tử. Bởi bình nữa là duyên nghiêng tiết họ, tên nghe có vẻ đã nha, uống mấy ngày vô chắc cũng đẻ luôn á. Ở bên này thì mấy cái bị hút than nè, ở mấy cái bình để nấu thuốc. Cái này gọi là cái siêu siêu sắc thuốc, gọi là cái siêu. Thì các bạn thấy có hai cái
là hai cái tay ngắm không, thì một bên bự á, cái mà đổ bự á thì nó là cái cây ngắm này mà mình bưng lên bưng xuống, còn cái đổ nhỏ này à, cái bên á cái trái á là để mình gót hút ra, tại vì hút á nó là từ cây, cái cây nghiền ra bột rồi mình bỏ vô nước mình sắc, rồi thì mình gót ra, nó là mình gót nước thôi, mình bỏ cái hút ra. Thì cấu tạo hồi xưa người ta làm mấy siêu như thế. Sau khi game mình sẽ làm cái chiếc đi xuống là không có cái tay. Ở đây thì nhân thành biết rồi, là cái cân. Rồi trước nhà ngoại mình có một cái cân giống thế này. Giờ biết còn không? Thì nguyên cái bộ á, là có những cái tạ như thế này luôn nè. Là sẽ từ 50 gram cho đến 2 kg. Đó là nhà ngoại mình có 50 gram đến 2 kg. Là thì nhỏ đó. Nhìn cái bộ này nhìn thích nhỉ. Mình thích những cái đồ cổ như thế này. Nhìn nó vui vui. Ở cái này thì chắc những cái ai mà hồi học tiểu học chắc cũng có chơi, và cái cân tay á, rồi cái cân tay thì này đúng hơn à, này thì chắc các bạn nào từ những người bạn nào sinh năm đầu năm 90 á, sẽ biết được cái cân này. Thì đơn giản là mình sẽ cắm ngắm ngắm cân người lân, xong rồi mình có một cục đà bao nhiêu gram đó, thế mình nhích cái cây này ra, thì ngần có bằng trọng lượng cái mình bỏ vô bộ vô đây á, thì mình lấy cái đại đó mình nhân cái số như này là ra cái số số cân nặng đúng của cái món món đồ mình cân. Bên đây là cái gì, bên đây là bào thuốc, bào thuốc cỡ nhỏ dùng để bào những dược liệu quý như sâm. Mình không biết công dụng xài sao nhỉ. Cái này mình biết rồi, ở trên đây nè, ở trên gao hay không đấy, ở trên đây nè nó có cái miếng sắt, cái lưỡi dao á, các bạn bỏ cái xí xăm lên đây để chào mà chào lại, chào mà chào lại, chào mà chào lại, chào tới cho tôi, mình sẽ gớt dưới đây có học nè, lấy ra. Nhìn vui nhỉ. Ở đây thì tiếp tục luôn là chạy cối. Qua đây thì tiếp tục là những cái bình ngấu, đổ những cái ấm, những cái siêu. Này ống voi nè. Rồi đó. Ống ngoáy trầu. Cái này thì cái bộ này thì bà ngoại mình có bộ này, bộ này ăn trầu cao nè. Ừ, cái ấm, những cái ấm đây là cái chén. Thì ngấu hút xong thì chén uống thuốc, ngấu ra thì hút hồi xưa đắng lắm nha, hút bắt cực kỳ đắng, cực kỳ khó uống, không có dễ uống đâu, bởi vì người ta mới có câu là hút đắng giả tập. Rồi ý tiếp thì đây là những cái cây giống ở lầu trên, nhưng mà những cái cây này thì có màu, có trên tiếng Anh. Giờ mình đi tiếp xuống, lại xuống nào, xuống xuống. Đây, khi mình xuống thì mình thấy một cái điều thú vị nữa là những ai những cái tờ áp phích giới thiệu thuốc ngam, có một cái vui đúng không ạ,
đây nè, lực sĩ mãn hổ huyết kim khuê bố vô là như lực sĩ. Ở này có cái nhỏ mắt, ừ, hình cái này hình rất là trụ tử luôn á, là con mắt anh nè, có hút nhỏ là nhỏ á, mình dùng tay bị vô cái trụ tử phải. Cộng đây là gì đây, khoái hượng hoàng ghi là bón mà uống khoái hượng hoàng như xem tuồng diễn có chàng sập luôn. Hút này hút sổ chứ hút gì nữa. Trời ơi, tấu hài quá. Đây à, chân những cái nó phích về dầu. Đây là mình tiếp chân về trị liệu nhân gian. Đây gọi là cái nãy như mình nhớ là chị hướng dẫn viên nói là đây là gọi là cái thái y viện ngự dược, thái y viện đây thì trưng những cái viên thuốc, đây là như cây không biết cái gì á, phán bậy chết thì vui. Ê, háo thử ra rồi không có gì có nghe nghe rồi, dục có gì là dục quế à, cây quế nè, cái này uống uống nước ở trong cộng cà phê cộng gì đó với món cam, nước cam quế. Cái này phục địa cái là gì hả, à mình hiểu rồi, thì ở đây á trước những cái tủ này nè, ở trên những cái tủ này nó có một cái tờ giấy này ghi là cú nhi hồi xưng thang rồi là tiên nhiên yết thọ bất lão đơn, là những ngày là những cái bài thuốc, thì những cái tủ này là những cái thuốc để mà mình bóc trên dựa theo những cái đó rồi mình bóc rồi mình sắc mình uống. Cũng như đây là cuốn nhi hồi xuân thang này, nó sẽ có nhân sâm hai chỉ nè, lai phúc tử ngâm phân nè, bán hạ ngâm phân, sa nhân ba chỉ. Thì khi mà mình xuống cái cầu hang đó thì nó hết rồi, thì nó chỉ còn cái một cái tiết mục đó là một cái phòng nó có chiếu phim lịch sử về y học, nó chỉ có như vậy thôi là hết cái tòa nhà đó. Thì các bạn có thời gian thì nên đi tới cái bảo tàng này để trải nghiệm cái kiến trúc cổ hồi xưa mà hiểu thêm về y học của Việt Nam hồi xưa. Mình thấy nói chị là nhà nó khá là thú vị, mình đi thì mình quay ít thôi để mà lần sau mình có một chuyến lần nữa thì chuyến này mình sẽ chụp hình cho nó chuyên nghiệp hơn, và mình sẽ mặc cái áo người Hoa và lại cái khăn đóng cho nó đủ bộ. Mình đi, mình không bao giờ mình đi hết một lần, một địa điểm mình sẽ đi hai lần hoặc là ba lần. Đây.